Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Cường Kê Thân, sẽ đến với mình và chúng ta sẽ đến với clip áo dài nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ mặc một cái bộ quần áo kiểu để phù hợp với cái việc đấy là lên áo dài cho mọi người. Khi mà mình có nói với tất cả anh em là khi mà chúng ta mặc sơ mi ấy, hoặc là mặc gilet hoặc là mặc vest ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có những con măng tô da khoác bên ngoài nó sẽ mặc như thế nào, thì ngày hôm nay thì tất cả các bạn sẽ được nhìn thấy cái cách mà mình vẫn phối đồ da ở những cái con măng tô. Và ngày hôm nay để đặc biệt hơn thì lâu lâu chẳng có chương trình gì cả thì nhiều anh em cũng bảo là kiểu nó không vui ấy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi da với mức giá 1.500.000 ạ. Và chúng ta sẽ có thêm một vài quà tặng đấy nhá. Thực ra nhà mình bán da thì không bao giờ ế cả. Đấy là cái chắc chắn anh em săn da nhà mình anh em biết rồi. Nhưng mà để cho có một cái clip hay ho để cho tất cả mọi người cùng chơi thì chúng ta sẽ đến với 1.500.000 cho tất cả những mã áo da thật và có thêm cả quà tặng nữa. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Hàng Thùng, Cường Kê Thân khám phá clip da ngày hôm nay nhé. Và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ lên ngay với mã đầu tiên là mã V1. Chúng ta sẽ đến với một con khoác V1, một con da bò của thương hiệu Fila. Mình sẽ làm clip thật là chậm thôi nhá. Và độ mới các thứ của áo thì mình sẽ show luôn cho mọi người. Fila là một cái thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Và những cái con áo này giá ngoài thị trường của nó thì khoảng hơn 3 triệu. Và giá nó có tem tác các thứ đàng hoàng này. Và cái giá mua mới của nó cũng cao đấy. Đầu tiên thì anh em cho mình xin 2 giây. Mình sẽ cài cái mic lên trên này, không thì nó lại vướng vào. Cái áo này thì mã của chúng ta sẽ là V1. Và chúng ta sẽ có quà tặng gì thì tí nữa mọi người cứ theo dõi clip từ đầu đến cuối nhé. Đây là cái cách mà chúng ta mặc da theo kiểu hoàng gia này. Và 1m65, 1m72 và cân nặng 60-70 vẫn như vậy. Độ mới áo trên 90%, trên 90% nhé. Con nào mà nó dưới 90% thì mình cũng sẽ báo luôn nếu mà nó có lỗi. V1 ạ, rất dày nhé. Và cái chất da này thì mình sẽ bảo hành cho anh em trong 1 năm. Thương hiệu rất là lớn. V2 thì chúng ta sẽ đến với một cái con áo mà nó có bị một chút lỗi này, nhưng mà đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng và nó là hàng của Ý. Chúng ta sẽ đến với Valentino Made in Italia. Chúng ta sẽ có tem Valentino ở phía dưới này. Ok chưa? Con này thì là da bò và tất cả những cái đây, tất cả những cái logo này rồi khóa khiếc các thứ của nó đều in logo thương hiệu hết. Con này thì nó bị xước một chút ở phía bên dưới, nhưng mà áo vẫn còn rất là đẹp, da khá là đẹp nhé, hàng của Ý. Chúng ta sẽ được tặng quà, nhưng mà cái quà này sẽ được tặng cho những khách hàng đầu tiên chuyển khoản full 100% cho áo nhé. Đây là một thương hiệu rất là lớn đến từ Italia. Và cái con áo này thì nó bị xước một tí ở phần dưới đâu nhỉ, Dũng vừa chỉ. Đây, nó bị xước một tí ở đây này, xước một tí thôi nhé. Nhưng mà cả con áo đều còn rất là đẹp. Và Valentino thì nó là một thương hiệu quá nổi tiếng với anh em rồi. Hàng của Ý thì chấm hết về độ chất luôn. 65-72 và cân nặng 60-70 tiếp ạ. V3 chúng ta sẽ đến với một cái con áo mà rất phù hợp với cái phong cách mặc của mình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một con da bò dày. Và con này là da bò hạt. Form vest nhá. Form vest của thương hiệu Eren. Và cái này thì nó là một cái brand của Pháp. Tuy nhiên là tay con này khá là nhỏ. Và chúng ta sẽ đến với một con 1m60 đến 1m65 và cân nặng tầm khoảng 62kg đổ xuống. Nó là một con form vest theo kiểu ăn chơi. À không phải ăn chơi, theo kiểu lịch sự, sorry anh em. Nhưng mà cái con này thì độ mới của nó là 95% nhé, dành cho anh em form nhỏ. Những người form nhỏ thì có thể chuyển sang mã này. Và đây là bò hạt. Bò hạt thì cái độ bền của nó sẽ cao hơn cái áo bò bình thường. Và cái trải nghiệm sử dụng của nó rất là mềm. Con này khoảng 95% nhé. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với 1492 Mylet. Con này thì đợt trước mình bán một con size M. Con này size của nó là size L. 1942 Mylet da bò, form khoác bên ngoài. Và chúng ta sẽ có 6875 và cân nặng là 6575. Con này thì anh em 65 mặc vẫn được, nhưng mà phải to béo cơ. Còn bình thường thì cái áo nó sẽ hơi rộng. Nó chỉ là một con khoác ngoài gió. À nhầm, một con khoác ngoài cho trời gió bình thường như này. Tức là cho mùa thu thì sẽ rất là hợp lý. Mùa đông thì chúng ta nên chọn những cái con nào mà nó dày hơn một chút và nó lót bông. Nhưng nếu anh em chỉ chọn theo cái kiểu phong cách, theo kiểu thời trang ấy, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn nó dựa trên một điều.
đó là chúng ta sẽ mặc áo jean ở bên trong, áo len, nỉ, sweater. Hoặc là như anh em nào mà đi hay đi ô tô ấy thì người ta cũng chỉ cần một cái áo khoác nhẹ thôi, thì đây sẽ là một sự lựa chọn. 1942 Malet này thì con áo mua mới của nó cũng không quá đắt đâu. Con áo này mua mới của nó chỉ có hơn 3 triệu một chút thôi. Và chúng ta sẽ có một con da full 100%, da thật 1,5 triệu nhá. Ngày hôm nay thôi, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Mình sẽ không sale nữa đâu ạ. Ngày hôm nay thì kiểu thi thoảng mình lên một vài các cái mã để cho anh em kiểu chơi để tiếp cận. Labuck, một con hàng da bò với form size là form size S. Con này khoảng size 90, 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 62kg. Thực ra là cái người của mình là cái khổ theo cái kiểu đấy là vừa nhỏ mà lại còn vừa cao. Chính vì thế nên là mình mặc cái gì cũng được. Tuy nhiên là anh em nên lựa chọn form size dựa trên sự tư vấn của mình nhé. Bởi vì là cái form size mà mình ướm nó rất là chuẩn. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 62kg. Giá vẫn vậy, 1,5 triệu. Và chúng ta sẽ có một vài các con áo cực kỳ đẹp tí nữa để tặng. Nhắc lại một lần nữa, da bò với mã 6 chúng ta sẽ đến với thương hiệu S-Second. Chúng ta sẽ đến với một con hàng của Hàn. Một con khoác lại tiếp tục dành phù hợp cho dành cho những người thích sự nhẹ nhàng này. S-Second 1,5 triệu da bò. Và chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái con khoác theo kiểu cổ bẻ bomber 65-72 và cân nặng 60-70 nhá. Da con này nó đã được hấp rồi, thế nên là nó sẽ rất là bóng. Nhưng mà độ mới của mấy con S-Second này thực sự rất cao. Quá kiếc các thứ. Đây cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng đấy. Mã này là mã V mấy đấy? V6 ạ. V7 thì chúng ta sẽ đến với một con màu nâu kiểu gọi là nâu đỏ nhé. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu S-Time. Con này là size 100. Và mã của chúng ta sẽ là mã 7, da bò hạt. Da bò hạt là một trong số những cái mà anh em chơi da lâu năm rất thích chơi. Con này là một con khoác cổ trụ theo kiểu bình thường, độ mới khoảng 93%. 65-72 và cân nặng là 60-70, form size cực chuẩn. Đấy, có tất cả những anh em nào mà yêu thích da thật. Anh em nào mà thích cái sự thời trang của da. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với những mã tặng này. Những mã tặng của chúng ta sẽ là những mã để dành cho tất cả những người chuyển khoản full 100%. Chúng ta sẽ có một vài mã rồi. Đầu tiên này, cái mã V8 của chúng ta sẽ là một con. Con này thì nó theo kiểu vải nhung, nhưng mà nó làm theo kiểu dạng da lộn của thương hiệu US Energem. Nghe kiểu tên dài nhỉ. Nhưng mà mọi người cứ biết đây là một thương hiệu, một cái brand đến từ Hàn Quốc là được. Ngày xưa mình hay đọc cái từ đấy là từ thêm. Ok, và chúng ta sẽ đến với một con khoác nhẹ nhá. Con này độ mới khoảng 98%. Cái khoác này nó gần giống kiểu khoác dạ. Mua một con áo chuyển khoản full 100% cho khách hàng đầu tiên sẽ được tặng con này. 65-72 cân nặng 60-70. Con này mua mới, đợt bọn mình bán hình như là 650 cho con này sao. Thì phải. Ngày hôm nay mang tặng. Ai thích chơi thì chơi được. Tiếp tục đi ạ. Chúng ta sẽ đến với một mã tặng nữa và chất liệu tương tự nhé. Con này thì đến từ thương hiệu Gio với mã là mã 9, size là size 100. Lại tiếp tục là 65-72 này. Thực ra mấy con này để bán lẻ được. Trời lạnh thì thực ra bán cái gì nó cũng dễ. Rất là mấy cái con khoác đơn giản này. Đây là con thứ hai để tặng này, 65-72 cân nặng 60-70. Hàng đẹp như này đối với các shop khác là hàng VIP và chúng ta sẽ phải mua nó với giá 700-800 nghìn. Nếu mình dám đem tặng thì anh em biết mình chơi nhà rồi. Và chúng ta sẽ đến với con thứ ba. Chúng ta sẽ tặng 3 con đấy nhá. Nhà mình không có quá nhiều tiền để có thể tặng được nhiều đến như vậy đâu. Mã 3 chúng ta sẽ đến với một con bomber của thương hiệu Steel You. Không phải mã 3 nhé, con này là mã 10, con này là bomber. Mình sẽ tặng một con bomber theo kiểu khác một chút. Đây. Thực ra nếu mà anh em mà biết cách phối đồ ấy thì mặc cái gì nó cũng đẹp. 65-72 và cân nặng là 60-75 nhé. Form bomber nó khá là rộng. Chúng ta sẽ đến với VIP 8, 9, 10 sẽ là 3 mã để tặng dành cho 3 khách hàng đầu tiên chuyển khoản full 100% cho đơn ra. Tiếp tục. Mà chỉ có 1,5 triệu thôi anh em. Một con đến từ Italia, Sotana với mã 11. Chúng ta sẽ đến với da kiều. Con này thì màu của nó là màu kem nhá. Và da của nó thì siêu đẹp luôn anh em. Italia, cái hàng xuất xứ thì Italia nó sẽ có một cái vẻ đẹp
hoàn toàn khác so với cả những cái con hàng bình thường. Thực sự đấy, nó rất thời trang. 6'5", 7'2" và cân nặng là 60-68. Con này không đến 70 cân đâu. Tay con này nó không quá rộng, nhưng mà da thì siêu đẹp. Tiếp tục ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với V12. Chúng ta sẽ đến với một con da phối giữa da bò và da lộn. Con này thì đến từ Indian, và Indian là một cái thương hiệu xuất hiện quá nhiều lần ở trên jacket. Một thương hiệu đến từ Hàn nhé. Da và da lộn. Cái phần da lộn của nó thì không nói nhé, nhưng còn phần da nó là da cừu anh em nhé. 6'5", 7'2" và cân nặng 60-70. Đẹp nhé. Áo quá đẹp luôn anh em. Cái chất da này mình bảo hành trong 1 năm nhé. Nó phối màu rất là hợp lý luôn. Đây là một cái phối màu theo kiểu rêu và nâu. Rất hay. Indian, thương hiệu nổi tiếng. Tiếp tục đi ạ. Măng tô à. Đây. Đây sẽ là một cái con mà mình nói thật với anh em luôn là để làm ra con này phải mất một con bò mất. Entro. Một cái áo da nặng đâu đó khoảng hơn 1 cân. Và có khi còn hơn ấy. Con này thì 6'5", 7'2" và cân nặng 60-70 này. Đây là cái cách mà mọi người sẽ mặc măng tô này. Mặc một bộ suit hoặc một bộ vest ở phía bên trong. Và chúng ta sẽ mặc một con măng tô da ở phía bên ngoài với da thật 100%. 1,5 triệu cho một con này. Măng tô thường thường nó sẽ đắt hơn gáo khoác kìa. Da, cái phần da làm nhiều hơn. Bán bằng giá và thậm chí giá bây giờ đang rất rẻ nhé. Chính hãng 100% anh em nhé, yên tâm. Mã này là V13. Này, không có một lỗi nào đâu. V14 nhé. V14 chúng ta sẽ đến với cái gì? Chúng ta sẽ đến với một con áo của thương hiệu QS. Con này sang 100 này. Da cừu, cổ trụ. Đẹp lắm anh em. 6'5", 7'2" và cân nặng 60-70. Anh em thấy mặc đẹp không? Quá chất luôn. Mặc bây giờ mặc có mặc áo ba lỗ phía bên trong nó cũng đẹp nhá. Chứ nó không chỉ đơn giản là phải mặc đẹp phía bên trong đâu. Ba lỗ bên trong đẹp cho những cái con da kiểu chất lượng cao nhỉ. Da thật 100% anh em nhé. Tiếp tục đi ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với V15 và chúng ta sẽ đến với thương hiệu Ans. Đây là một cái con da rất nhỏ. Con này size S. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 60kg nhé. Riêng con size S này thì mình không mặc vào đâu. Nó quá nhỏ để mình mặc. Con này màu nâu. Mã này của chúng ta là mã 15. Và chúng ta sẽ đến với rất nhiều tem mác chính hãng của nó này. 16 ạ. Ai mặc size S con này chắc chắn sẽ rất đẹp nhé. To hết cỡ có và bé hết cỡ cũng có. Da cừu với Sonarino Italia. Sonarino. Nghe cái tên là ý rồi đúng không? Một con khoác nhẹ nhé. Da rất nhẹ nhàng. 6'5", 7'2" cân nặng 60-70. Rất đơn giản. Nhưng nhìn góc nào cũng đẹp anh em. Đó là giá trị của những cái con hàng mà theo cái kiểu phong cách luxury. Phong cách mà theo kiểu thời trang mà kiểu nhìn rất đơn giản mà đắt tiền là cái gì nhỉ? Mình nhỉ? Nhớ tên không? Đó. Kiểu giấu sự giàu sang thông qua những cái sản phẩm đắt đỏ. Thì mình cũng không nhớ rõ tên lắm. Chúng ta sẽ bỏ qua cái mã đấy nhé. Và khi mà mình không nhớ rõ thì mình không nói linh tinh. 17 chúng ta sẽ đến với Pierre Cardin. Anh em cứ vào những cái shop Pierre Cardin, store của Pierre Cardin ở Việt Nam bây giờ khá nhiều. Chúng ta cứ thử tìm giá của con này xem. Mình chắc chắn với anh em luôn là những con này ở trong Pierre Cardin không bao giờ có giá dưới 3 triệu luôn. 1,5 triệu cho một con 19,5% này. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65. Con này cũng là size S, mặc ok. Da rất ngon. Đây, hàng Pierre Cardin cho anh em xem tem mác. Nhìn kỹ luôn mình, Hàn Quốc. Tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ chuyển đến với những cái con rộng hơn một chút. Mã 18, chúng ta sẽ đến với Cardi. Và chúng ta sẽ đến với da dê. Lâu lắm rồi mới có một con da dê kiểu như này. Con này cũng là khoác măng tô nhé. Nhưng lại là khoác măng tô cổ bẻ. Rất hay hò. Độ mới cao đấy. Đây. 6'5", 7'2" và cân nặng 60-70 nhé. Con này khoác thế này nó sẽ phải dài lên đây này. Đấy, anh em nhìn kỹ giúp mình.
Để mà mặc những cái con áo này ra ngoài đường thì thực ra là chỉ cần một người nào đấy biết về thời trang thôi. Nhìn những con áo này phát là hiểu chuyện luôn. Tiếp tục ạ. Bỏ qua mã đó thì chúng ta sẽ đến với Nexo. Mã đâu? 19 đấy ạ. Không thấy. 18 không thấy giá. 19 chúng ta sẽ đến với Nexo. Con này bán được 3 con rồi. Ok. Rồi mai ấy đi. Con này da bò nhá. Và form của nó là form vest. Đây, nó rất hợp với cả cái bộ bên trong của mình. Nexo form vest bò. Dã man. Đẹp nhỉ. Này, chất da 6572, cân nặng 60-70 ạ. Nó đẹp lắm. Ở trong này còn có một cái túi bằng da thật để cho chúng ta có thể đựng được ví nhỏ ở phía bên trong, hoặc là giấy tờ khi mà chúng ta đi ra nước ngoài, hoặc là đựng một cái gì đấy. Đây. Đẹp. Tiếp tục ạ. 20 ạ. 20 chúng ta sẽ đến với Echo với một con da bò. Thôi mình cứ mặc vào trước nhé. Một con da bò vét màu nâu, sau đấy mình sẽ cho mọi người xem tem sau. Tất cả đây đều bảo hành chính hãng. Là một cái, thứ hai nữa là chúng ta sẽ bảo hành thêm một thứ nữa. Con này thì form của nó là form Hàn Quốc này. 6572 và cân nặng là 60-68. Chúng ta sẽ bảo hành 1 năm về da và bảo hành bao mở hàng ra kiểm tra nhé. Anh em có thấy shop nào bán hàng thùng mà cho anh em kiểm tra, cho anh em kiểm tra xong rồi còn cho anh em quay đầu? Nếu về mặc không ưng, ít shop dám làm điều đấy. Cái hàng này thì thực ra nhé, nếu mà anh em vào những cái store hoặc là những cái cửa hàng liên quan đến hàng thùng, người ta sẽ có một cái biển. Và mình đa phần khi mà mình đi review các shop hàng thùng thì đều có cái biển đấy. Đã mua rồi, cấm đổi trả. Các bạn biết tại sao? Nó đã là hàng cũ rồi, đổi trả nó bị mệt. Cái thứ hai đó là hàng cũ này không ai người ta cho đổi trả đâu. Trừ những shop mà nó thực sự nó làm việc vì đam mê, vì cái tâm ấy. Chứ còn nếu mà làm việc vì tiền thì bây giờ hàng ngàn con như này cứ khách nào cũng đổi trả chết. 21 ạ. KSDT. Con này thì da của nó lại da bò hạt nhé. Da bò hạt và chúng ta sẽ có 6572 và cân nặng 60-70 này. Mấy cái con form của bè đơn giản này thì chẳng có gì để mà check đâu anh em. Con này thì tay nó khoe được đồng hồ đấy. Rất đẹp nhá. Đây. Khóa khiếc cúc khiếc các thứ ngon lành nhá. Cứ mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận giúp mình. Khách nhà mình khách quen nhiều, không phải tự nhiên mà lên được 80.000 lượt theo dõi đâu. Mình đang khóa cái việc tăng sắp nhanh quá. Đấy là mình nói thẳng với anh em ạ. Còn nếu mà bây giờ mở cái đấy ra nhé, mà theo cái kiểu đấy là cứ để nó chạy theo kiểu chạy tự nhiên ấy, thì sẽ có rất là nhiều thứ linh tinh xung quanh cái sub đấy. Chứ mà thực ra bây giờ để lên 100.000 người theo dõi, 200.000 người theo dõi nó không khó đâu. Quan trọng nhất là cái dung lượng mà mình phục vụ được khách hàng của mình nó như thế nào. 22 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Libel và chúng ta sẽ đến với một con hàng da bò màu vàng. Còn mình làm YouTube được 4 năm rồi. Cũng chết 2 kênh. À chết 1 kênh. Sorry anh em, để mà chết 2 kênh. Nhưng mà mình lấy lại được rồi. Bây giờ mình không làm trên kênh đấy nữa, mình làm trên kênh này. 6570 và cân nặng là 60-65. Da bò nhé, của Libel. Khoác đơn giản. Cái kênh trước chết cũng là bởi vì bị báo cáo từ đối thủ cạnh tranh đấy. Nhưng mà tạm thời là khoảng thời gian gần đây mình không có quan tâm nhiều đến đối thủ cho lắm. Về vượt quá xa rồi. Quay lại nhìn còn có thấy ai đâu. 23 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Next Team và chúng ta sẽ đến với da bò này. Ui. Sao con này nó còn lót cả len ở phía bên trong anh em. 6572 và cân nặng 60-70, con này đẹp nhỉ. Đây da bò của Next Team. Đấy anh em nhìn kỹ giúp mình. Đẹp lắm. Xem con này có lỗi gì không. À, nhớ con này rồi. Con này là con mà mình mở. Đây nhá, con Nike này chúng ta sẽ có một ít lỗi ở phía đằng tay sau này, không ảnh hưởng gì đến áo cả. 500.000 cho con này nhá. 23. Hai lớp, rất dày. Nhớ V23 nhá. 24 ạ. Mario
Một con da thật bán 500.000, 24 rồi. Anh em mua về mặc thoải mái. Nếu mà không có quá quan trọng cái việc đấy là soi xét từng thứ nhỏ nhỏ một. Đây, măng tô da đẹp chưa? Màu nó cũng đẹp chứ. 65 đến 72 là chiều cao và cân nặng thì từ 60 đến 68 nhá. Mà cứ mình mã này. Mà cái mã này nó quý tộc dã man. Và cả con áo dài to nhè, không có một tí lỗ nào cả. Ok cho anh em. Và da là da thật nhá. Da đẹp lắm. Thực sự có khen lô da của nhà mình khen có cả ngày. 24 25 25, chúng ta sẽ đến với Pat, một cái thương hiệu với cái logo hình tê giác. Nếu anh em đã theo dõi cái kênh của mình lâu năm, Pat, chúng ta sẽ đến với một con hàng da bò của Pat với 65-72 và cân nặng 60-70. Form đơn giản, màu nâu đậm của Pat nhé. Anh em mà theo dõi nhà mình lâu năm từ cái hồi áo phông, áo phủng các kiểu vậy, áo phông cổ bẻ này, xong rồi bắt đầu là áo jacket, tức là áo gió ấy. Thương hiệu Pat này xuất hiện rất nhiều luôn. Con này dày. 26 chúng ta sẽ đến với hàng của Paris với thương hiệu First Anneau 26. Mà chúng ta sẽ đến với một cái loại da mà không phải lúc nào cũng tìm thấy. Da ngựa. Con này form dài. Da thì tuyệt đối đẹp luôn. Con này dành cho anh em nào mà nhỏ nhỏ, cao cao, gầy gầy. Da đẹp. 1m65, 1m72. Đây, cho mọi người xem nó kéo dài đến tận dưới này. Nhưng cân nặng là 60-65 thôi nhá. Hoặc là nhỏ hơn. Cao và gầy mặc giúp mình mã này nhá. Còn da lại, còn da này ấy, thì mình nói thật với anh em luôn, mình bảo hành trong 5 năm cũng được chứ không phải là 1 năm. Cái da này rất khó kiếm nhá. Tiếp tục. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Huynh Sùn với mã 27. Chúng ta sẽ đến với một con da bò của Huynh Sùn. Đây, form của nó đấy. Bomber cổ bẻ 65kg đến 75kg là trong khoảng kg đấy. Nói về kg trước. Còn chiều cao là 65 đến 72 nhé. Bomber, độ mới trên 90. Mình là người trực tiếp mở từng con và mình là người trực tiếp kiểm tra từng con. Thế nên con nào có lỗi cái là mình nhớ ngay. Con này thì không có bất kỳ một lỗi nào cả. Và lỗi thì bán rẻ cho anh em trải nghiệm chơi cho vui. 28 ạ, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Kasibadi Hàn Quốc. Form khoác đơn giản nhé, Kasibadi. Da đẹp, 60 đến 65 này. Và cân nặng là dưới 62kg. Mình không cố mặc nữa đâu. Đây, có những cái con mà mình sẽ không cố mặc nhé. Anh em size S mặc mấy con này cực đẹp luôn. 29 là chúng ta sẽ đến với Deus size 105. Con này thì 1m68 đến 1m75 và cân nặng là 65-75. Cái điểm đặc biệt của con này ấy, nó là cái màu. Rất ít khi các bạn nhìn thấy cái màu này ở trên áo da, đó là màu rêu. Màu xanh nhưng mà là xanh rêu nhé. Đây này, 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75. Đẹp một cách dã man rồi. Cho một cái con da bò. Từ phần cổ tay không xước một tí nào luôn. Anh em nhìn độ mới của áo. Dã man. 1,5 triệu. 29 ạ. 30 ạ. Dày nhỉ. 30 chúng ta sẽ đến với một con hàng của Mỹ, American Retail. Một cái con lót trần bông với bên trong. Và da của chúng ta là da bò. Đây, cái da này thì gọi là cái gọi là da gọi là nôi đồng cuối đá luôn này. Đây, mà nó ấm. Con này vừa dày vừa ấm, vừa gọi lại còn có cả lót trần bông bên trong. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-70. Da dày lắm anh em. Hàng hai hen nhưng mà nó đẹp. Con này da nó cảm giác giống như kiểu da biker. Tiếp tục đi ạ. Lại tiếp tục là một con da dày nữa. Con này của chúng ta là chúng ta sẽ đến với thương hiệu Men Clothing. Một con da bò cực dày. Ui dày lắm. Anh em nghe tiếng da. Dã man con ngà. Con này là một con khoác nhé. Da này thì
đến bao giờ mới hỏng anh em. Nhìn quả da dày đét đen đẹp. 6572 và cân nặng 60-70. Dày mà nó phù hợp với người cao tuổi. Cái form này nó phù hợp với người cao tuổi. Cái form kia thì trẻ mà cũng được, già mà cũng được. Nhưng cái riêng mấy cái form kiểu túi hộp hình vuông này thì nó phù hợp với người cao tuổi hơn. Tiếp đi ạ. Chúng ta sẽ đến với hai mã cuối cùng. Chúng ta sẽ đến với mã 32 trước này. 32 chúng ta sẽ đến với Casua. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một con dạng bomber. Đây, cho anh em xem quả tem. Dạng bomber nhé. Con này thì 6570 và cân nặng là 60-70. Đây, dạng bomber. Rất phù hợp với các chú mà chơi da lâu năm. Nhìn quả da cứng đét. Cái này phải dùng dưỡng rồi anh em. Muốn nó mềm ra thì một là mặc nhiều, xong về nhà cứ treo thẳng nó lên, hai là phải dùng dưỡng. Chứ còn da này thì nó không hỏng được đâu anh em. Em cứ nhìn cái độ chất, độ dày của da này giúp mình. Một củ rưỡi nhá. 33 là mã cuối cùng. 33 chúng ta sẽ đến với WS. Và chúng ta sẽ đến với một con măng tô. Một con măng tô màu nâu. Nâu đỏ. Đây. Ok ạ. 6572 và cân nặng là 60-65. Đó. Nhìn da giúp mình nhá. Mình soi cho mọi người xem từ đầu đến cuối luôn đấy. Đẹp nhỉ. Giá mà áo da thật, mùa này mua là hợp lý nhá. Giá đang ngon. Mùa đông cũng đến sát sát đít. Nói hơi thô tí. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đây với kênh YouTube của Cường Kiên Thân. Xin chào và gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện nốt tất cả và xử lý tất cả những cái phao để cho mọi người lên cho cái mùa đông cực kỳ lạnh của năm nay nhé. Với cái thời tiết như thế này thì dự báo rằng mùa đông năm nay nó sẽ rất lạnh. Năm nào nó cũng vậy mà. Ok, xin chào và gặp lại.